Mình toàn vô lô kè chai đây các bạn. Mình đã mở hết được tất cả vật phẩm trong những cái hộp này nha các bạn ơi. Hay à, tất cả chỉ là mơ thôi các bạn, chắc chắn chỉ là mơ thôi các bạn. Cây trái mà làm sao mà được tất cả đúng không các bạn ơi? Thì cái đó là trong cái hạt chính của tôi mọi người. Hạt chính tôi đã mở hết tất cả cái hộp được cái phần quà trong đó rồi các bạn. Bây giờ tôi sẽ qua mở hạt phụ các bạn. Tại vì sao đúng không? Thì các bạn á, các bạn hiện tại mà các bạn xem được video này thì các bạn hãy nhanh vô mở ngay các bạn, nhanh vô mở ngay nha. Mặc dù là mình chưa mở ra mình vẫn nhả vía cho các bạn nha các bạn. Tại biết sao không? Tại hôm nay các bạn là ngày cuối cùng của gọi là cái đợt gọi là Black Friday các bạn là sale các bạn. Thì nó tăng cái đợt này thì nó tăng tỷ lệ xác suất cho nhận mấy cái này sẽ cao hơn, nên các bạn nếu mà các bạn nào hiện tại đang có kim cương, đang có giáp free thì mình nghĩ các bạn có bao nhiêu kim cương thì đợt này các bạn hãy mở hết nha. Nếu mà các bạn có muốn lấy một bất kỳ một cái gì đó thì các bạn hãy mở hết nha. Chẳng hạn như bạn muốn nhận cái ba lô đúng không, thì ngay cái đợt này các bạn hãy gọi là dùng hết kim cương vô đây mọi người. Tại vì hôm nay là đợt cứu rồi, kim cương thì mình có thể kiếm ra được các bạn, nhưng mà cái đợt mà tăng tỷ lệ là nó không có quay lại đâu các bạn, cuối năm sau mới quay lại đó nha. Rồi trước khi mở hộp thì mình sẽ chào mừng bạn đến với shop toàn yolo.com. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng mà đã nói các bạn, như các bạn thấy không, trong game trời mưa rất là to luôn các bạn, mưa xuống luôn các bạn ơi. Người ta nói, ông bà mình nói á, trời mưa có nước là có tiền các bạn, nhưng mà tôi thấy có tiền đâu tôi cũng thấy, chứ tôi thấy tôi tốn 100 mấy rồi nha bạn. Đây các bạn, thì cái gói này là 16 kim cương này cộng với là 17 vé các bạn. Biết sao không các bạn, biết sao không? Mặc dù là kè chai thiệt, nhưng mà hôm nay các bạn ơi, hôm nay là cái ngày mà gọi là khuyến mãi giảm giá các bạn. Thì mình cũng muốn gọi là bù đắp cho kè chai mình những, chẳng hạn như những chiếc xe nè, như hay là những cái chiếc cần câu xịn nữa các bạn. Thành ra là mình phải thêm cái gì đó chéo nha. Thế với lại là mở cho các bạn coi đúng không? Mở thì mở cho các bạn coi nhiều đúng không? Chẳng hạn như 30-40 hộp, 50-60 hộp rồi đó, chứ mở gì 10 hộp, 20 hộp thì nó kỳ đúng mọi người nha. Rồi. Bây giờ mình làm thủ tục xíu như vậy, thì đầu tiên chúng ta sẽ gọi là mặc quần áo mặc định các bạn. Mặc dù là tôi đã mặc rồi nhưng mà mình cũng phải làm một cái nha các bạn. Đó đây nè, bỏ hết ra thôi, vậy là mặc định các bạn đó. Xong rồi tiếp theo là mình đi tứ cây mọi người, mình tứ tay ông này nè đó. Rồi đi ra đây rồi cho nói là cho con xin cái gì đó biếp biếp xịn xịn đi, đặng con mở clip, con quay clip cho các bạn xem nè đó. Xong rồi mình tứ vô nha mọi người. Rồi ok rồi ha. Rồi mình sẽ mở nha các bạn, đứng dưới gốc cây để mở cho nó hên nha các bạn. Rồi bắt đầu vô nha. Thì hiện tại là mình đang có là 26 vé các bạn, 26 vé nha. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ đi qua một mấy cái xịn trước các bạn. Mình sẽ dùng kim cương để mình đi những cái hộp cù dưới này nha. Còn mấy cái vé mình sẽ mở trên này trước các bạn, chẳng hạn như cái motorbike này đi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái lấy cái motorbike này nha các bạn. Ok. A few moments later. Không, bây giờ mình suy nghĩ lại rồi. Biết sao không? Tại vì hiện tại bạn xem đang xem video là ngày cuối cùng của tháng 11 các bạn. Qua tháng 12 là mình sẽ có cần câu cá băng các bạn. Thành ra là mình sẽ mở cái hộp lấy cần câu nha. Rồi, thứ nhất là mình thấy cần câu nè. Thứ hai là mình sẽ lấy phương tiện đi trên nước nha các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lấy mở cần câu này trước nha các bạn ơi. Cần câu này là bên đặc chính tôi chưa có nha mọi người. Bây giờ mình sẽ mở 10 hộp luôn các bạn. Bây giờ mình xin vía nha, xin vía các bạn nào mà đã mở cần câu này rồi các bạn bấm nút like cho mình, các bạn cho xin mình một vía để một like các bạn. Bạn nào mà chưa mở ra thì muốn mở ra thì cũng chưa xin một like luôn nha. Rồi, 2-3 mở 10 vé luôn nè. Không có mở một vé nha các bạn. Rồi, mở 10 vé luôn nha. Thì cũng như công thức ngày hôm bữa của mình các bạn, thì đó là cái hộp thứ 5 cho đi á, nó sẽ hên nha mọi người. Hộp đầu xui lắm. Thấy chưa? Mấy hộp đầu là nó không có ra đâu. Nè, thứ 2 cũng không ra nè, đó thấy chưa? Thứ 3 là cũng không ra nè. Thứ 4 là cũng không ra luôn nè. Đó, cái hộp thứ 5 nè các bạn coi rồi nha. Coi chuẩn bị coi cái hộp thứ 5 nha. 1 2 3 Yeah. Cái gì vậy trời? Ủa cái này tôi chưa có luôn á, nó new luôn nè các bạn. Trời đất ơi, là sao vậy trời? Là hết dữ chưa? Ôi, hai cái luôn. Mẹ ơi, cứu tôi. Cái gì vậy? Ây da. Ây da. Ây da, cứu tôi chết các bạn ơi. Trời ơi, được cái mũ nữa. Trời đất ơi, sao chịu rồi. Rồi cái này mua vừa rồi tôi có rồi nha các bạn. Rồi, cần câu này không cho đúng không? Không cho, thôi tôi xuống với cần câu mỏ neo các bạn. Đó, thì cần câu mỏ neo là câu quán 6 hơi bị xịn luôn nha các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ, bạn nào có cần câu mỏ neo rồi hoặc chưa có thì bây giờ mình cùng xem thử cái mình có mở ra không các bạn ơi. Rồi 2-3. Mở 10 vé luôn nè, tôi chơi sang lắm mọi người. Ê, tính ra là để mình ngu mọi người, mình không mở trên trước. Mở dưới là hồi lỗ mọi người. Một cái lồng nha mọi người, cái lồng. Ở cái này new luôn. Cái thứ hai là cái lồng tiếp nha các bạn. Cái thứ ba. Ba cái lồng luôn. Ôi, một cái ốc xà cừ nha các bạn ơi. Ủa, ốc xà cừ thiệt gì luôn hả? Nói thiệt chơi làm thiệt gì hả? Tôi không biết tên mà tôi đọc đại các bạn. Rồi, tiếp theo là cái thứ năm. Cái quan trọng nè. Yeah. Cái gì vậy? Một cái phao nha các bạn ơi. Ok.
Ủa là sao vậy trẻ? Ơ kìa, không ra cái gì luôn các bạn ơi. Là Black Friday dữ chưa? Bây giờ tôi còn 6 vé các bạn, còn 6 vé đúng không? 6 vé thôi tôi mở mấy hộp phương tiện trên này đi các bạn, trên này thì nó kiểu nó mắc hơn nè. Rồi tiếp tục mình mở cần câu tiếp đi các bạn đây. Còn 6 vé rồi đi mở cần câu đây. Đó, ok nè. Chắc tôi nghĩ là không ra đâu mọi người, 6 vé này dễ mà ra được đúng không? Sao mà ra được? Để coi. Cái gì vậy? À, cái đâu dài à? Ôi, đâu dài tôi chưa có luôn mấy ba. Tôi chịu rồi. Cái gì vậy trời? Lại là một cái rèm nha các bạn ơi. Dữ vậy sao? Ra cái thằng câu đi trời. Tôi giới thiệu bữa nay là Black Friday dữ lắm luôn á. Là tôi xin nhả vé rồi cho các bạn tùm lum tùm lưa luôn á. Ây da, lại mũ nữa à. Tôi có mũ rồi, tôi có mũ rồi, đừng cho mũ nữa. Rồi, bây giờ biết sao không? Hồi nãy là mình mở dưới này là mình sai nè các bạn. Tại biết sao không? Ở dưới này những cái hộp này nó giảm giá các bạn. Nãy nãy mình dùng 30 vé cho mình mở ba cái hộp trên á, nó sẽ lời hơn. Coi như mình lỗ đâu đó cũng khoảng trăm mấy kim cương rồi đó. Mình sẽ qua cái thuyền Kama nha các bạn. Xem cái thuyền Kama có như thế nào nha. Mình đổi dí, đổi nhân phẩm nha. 10 hộp nè. Ra cái gì ra gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Một cái máy tóc nha mọi người. Thường á các bạn là mở ra tóc đầu tiên là khá là hên luôn. Tôi nghĩ trong hộp này chắc chắn là ra thuyền nè. Thử coi tôi nói có đúng không nha các bạn. Nếu bạn nào nghĩ mà nó đúng á hãy cho mình một like nha. Mở một cái súng nha các bạn. Ôi, cái súng chưa có luôn hả? À, cái súng luôn. Wow. Tiếp theo. Ây da, hai cái súng luôn. Là hên vậy đó mọi người, là hên là đó. Là cái tóc, là mở cái tóc là ra ba cái VIP luôn nè. Ôi đất ơi, cái gì vậy? Má hơi ba ga ba cây súng luôn nội ơi. Hay à cái ghế à. Rồi xong luôn, ra ba cây súng là thấy mát mát nhân phẩm rồi mọi người ơi. Là sao vậy? Ồ cho lá cờ nữa thôi chịu rồi. Hay à cái cuối cùng. Yeah, cái mũ nữa các bạn. Trời ơi, mặc dù là chưa được cái thuyền nhưng mà được những cái VIP ở trên này nha các bạn. Rồi những cái nằm trên gọi là VIP trên này không nha mọi người ơi. Kim cương ở đây thì để coi nha, chắc đủ á. Thôi mình nhận thêm mới đi các bạn, nhận thêm mới kim cương ở đây nha các bạn. Chỗ này mới nhiều kim cương luôn các bạn, mà tôi chưa có nhận thôi. Bây giờ tôi mới dám nhận cho các bạn xem nè. Đợt này là tôi chơi lớn nha mọi người, tôi nhận hết kim cương luôn nha. Đâu khoảng tầm 600 kim cương để bắt đầu cái mình dừng lại, mình mở tiếp nha các bạn. Rồi, đây nhiêu rồi? Tôi được nhiêu rồi ta? 600 chưa? Ây da, mới có 440 rồi mọi người. 2 hours later. Rồi, tôi nhận hết thành tích luôn các bạn mà vẫn chưa đủ 600 nha các bạn. Hồi mình tôi thấy là 500 mấy là chắc đủ rồi các bạn. Rồi, mình mở tiếp nha. Rồi, ai chụp hình với tôi kìa mọi người. Chung là nhả mấy bạn, nhả dí cho tôi các bạn ơi. Nhả dí cho tôi các bạn. Bây giờ mình đảo là cái cần mỏ neo ha, hay là cái ba lô mèo phản lực ta. Cần mỏ neo đấy các bạn, thì cũng như nãy mình đánh giá từ đầu là mình sẽ cần câu để mình câu cá các bạn. Rồi, cần mỏ neo nha. Cần mỏ neo. Mỏ neo đi. Một cái ngôi sao. Sao? Ốc xà cừ. Và một cái liều nha mọi người. Wow, liều niêu nha các bạn. Rồi tiếp theo. Dạ, ai da. Ai ha. Cứu tôi với. Mọi người ơi, ba cái phao một lượt luôn. Ai da. Ai da. Là có thiệt là Black Friday chưa? Là có thiệt là Black Friday chưa? Thôi mở hộp mèo không gian. Mèo không gian. Cái gì vậy? Trời ơi, cái sofa nha mọi người, Trời ơi, làm tôi hết hồn các bạn ơi. Cái gì đó xịn xịn sò sò thiếu đi các bạn ơi. 1, 2, 3. Namo, cho con xin coi cho con xin cái mỏ neo, cho con xin cái mỏ neo nha. Rồi bữa hổm mấy bạn thì mình thấy là mình xin vía các bạn là sẽ ra đúng không? Thì đợt này thì thôi mình cũng xin vía các bạn nha. Bây giờ các bạn mở giùm mình nha. Mở giùm mình bằng cách các bạn bấm nhắn like nè, nhắn đăng ký kênh nè, đó, nhắn hai cái mọi người, nhắn hai cái là tỷ lệ ra càng cao các bạn. Rồi các bạn nhắn nha. 1 2 3 rồi nhắn rồi đúng không? Cảm ơn các bạn nha. Rồi để coi mấy bạn có ra được cái gì không nè. Của bạn nào đây? Của bạn nào? Ây da. Của bạn tiếp theo. Trời ơi. Rồi. To rồi các bạn, hộp thứ 5 rồi các bạn ơi, hộp thứ 5. Ây da. Cứu tôi với. Cứu cuộc đời tôi với. Cái gì vậy trời? Rồi xong luôn, tôi thấy là xong luôn rồi các bạn ơi. Cái gì mà mở hộp mà cái xanh lè xanh lét, không có cái nào tím luôn á các bạn. Trời ơi, cứu tôi với, cứu cuộc đời tôi với.
Trời ơi là trời, tôi còn có mấy kim cương mà mở qua được mấy lần nên các bạn, hai lần nữa hay sao á. Trời ơi, cứu tôi với các bạn ơi. Xong luôn rồi là gói luôn xong. Yeah yeah yeah. Rồi, thì cái ạc mình nó chưa được hơn lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ đổi ạc dạo của mình, nó vô mình mở tiếp các bạn. Bây giờ mình cũng còn nhiều kim cương các bạn, rồi đi thôi, đi nè. Hello, ok các bạn, đây cái mặt thấy ghét mặt vợ tôi nha mọi người ơi. Dạ, bạn có 691 kim cương các bạn. Thì con có thư có quà gì không ta? Ủa cái hộp này thôi hả? Tôi nhớ hôm qua có hộp kim cương của mọi người, hôm qua chứ không phải bữa nay mấy bạn. Rồi, để con có vé không, nha. Có vé không, 13 vé luôn. Ghê đấy, đỉnh đấy. Bây giờ mình sẽ mở cái hàng câu này các bạn. Không, tôi không tin là cái hàng câu này nó xông ra luôn các bạn ơi, tôi thiệt luôn á. Rồi tôi mở luôn các bạn, mở 10 giấy trên này nha. Mở nè. Rồi mấy bạn ơi, mấy bạn bấm nút like mạnh cho tôi xin đi mọi người. Ra nè, ra cái gì? Một cái gì đó. Một cái bảng poster nha mọi người. Rồi tiếp theo. Lại là một cái poster, thì cái tiếp theo tôi dự đoán là cái poster nè. Ôi mọi người, hộp thứ ba tôi ra được cần câu bên này, vợ tôi nè các bạn ơi. Trời ơi, đúng là hên nha, Flash qua đây nha mọi người, đúng tôi nói là không tin là không ra luôn các bạn ơi. Tôi ra được cần câu rồi, yeah. Là mai mốt tôi có thể câu được cá băng được các bạn ơi. Cần câu băng là mình phải câu cá băng nha các bạn. Trời ơi, ngon. Đó, được mũ nữa nè các bạn ơi. Trời ơi, đỉnh nha. Không sao nhưng mà ra được cần câu rồi các bạn ơi. Yeah. Bây giờ mình sẽ mở cái thuyền luôn nha các bạn ơi. Mở thuyền. Ra thuyền, hỏi thầy ra thuyền. Có nhấp vô đây chứ sao nhấp vô đó vậy. Thuyền Kama. Cái gì đây? Cây ghế. Ô là trời, cái gì mà đi 3 vô 3 rồi 4 rồi nó chẹo rồi mọi người. Thì ra thuyền đi. Thuyền ơi, cho ra thuyền cái đi câu cá cho nó xịn sò nha thuyền nha. Rồi nha, ok nha thuyền nha. Rồi mình sẽ nhấp vô cái ghế nha mọi người. Mình nhấp vô cái ghế mình đánh lừa nha các bạn. Kiểu như nó mày cần cái ghế đúng không? Ta sẽ cho mày cái khác. Kiểu vậy đó các bạn ơi. Lừa nó mọi người, đánh lừa nó nè các bạn ơi. A few moments later. Rồi, vẫn không có thuyền nha mọi người, vẫn không có thuyền các bạn. Trời ơi, tức dữ người ta. Lá cờ tiếp và cái cuối cùng sẽ là một cái bảng nha mọi người. Wow. Trong cái bàn, trong cái hộp này có khá là nhiều đồ khác nhau luôn mọi người. Nhưng mà tôi thiếu 30 kim cương nữa các bạn, các bạn ơi. Rồi các bạn, mình đã được 200 kim cương các bạn. Nhưng mà mình sẽ quên, nãy mình quên làm thủ tục các bạn ơi. Các bạn ơi. Thì đầu tiên là phải làm thủ tục nè, nó mặc đồ quần áo mặc định nè. Xong rồi tưới cây nè các bạn. Trời, hồi nãy tôi quên các bạn. Thành ra là chỉ ra được cần câu thôi. Đó, rồi cho con cái gì đó nha. Rồi con nhận một kim cương nè, rồi con sẽ mở tiếp nha. One eternity later. Ba. Một cái bàn. Dạ, một cái bàn. Dạ, một cái ghế. Hai cái ghế. Tôi biết lắm mà mọi người ơi. Dạ, cái thứ năm để các bạn tới cái thứ năm mà các bạn ơi. Cái gì? Một cái lá cờ. Trời ơi, tiếp theo lá cờ tiếp. Dạ, trời ơi. Ra cái mũ nữa, mũ có rồi. Cái mũ chưa có nha. Rồi, ấy ha, súng hoài luôn mọi người ơi. Cứu tôi với. Mình chỉ thu hoạch được một cái chiếc cần câu thôi các bạn ơi. Cái gì vậy ta, là phà lách hay đây dữ chưa? Là mừng dữ chưa? Rồi đất ơi, cứu tôi với các bạn. Rồi bây giờ sao nữa ta, bây giờ thì trả kèo mini game thôi chứ làm gì nữa. Mặc dù là không được hên lắm nhưng mà vẫn trả kèo mini game nha mấy ông uy tín nha. Rồi trước tiên thì mình kết bạn nha mọi người, thì bạn comment sớm nhất là bạn này nha mọi người, mình sẽ kết bạn với bạn luôn nha. Thì bạn kêu kết bạn nhưng mà thật ra là tôi xóa cái bạn chính với bạn rồi nên là tôi kết bạn lại nha mọi người. rồi đâu rồi, đây nè, đây mọi người. Ok các bạn, thì ở video này của mình cũng sẽ kết bạn với bạn bình luận sớm nhất luôn nha, nên các bạn hãy nhấn cái chuông đi, khi nào mình ra video mới thì bạn mình lần lì để được mình kết bạn nha các bạn nhé. Ok ha. Rồi tiếp theo là tặng quà cái gọi là hai cái vé carbon các bạn, đi thôi. Rồi bạn may mắn chúng ta ngày hôm nay sẽ là bạn bao ti mãi đỉnh nè. Cảm ơn em nha.
Rồi bạn may mắn là bạn cái gì mọi người, bạn cái gì ạ? Pico à. Ok, chúc mừng em ha. Ok, mình đã thanh toán thành công dành cho bạn Pico nha mọi người. Pico tranh thủ nhận hai vé này vô mở nha Pico, sắp hết rồi nha Pico. Rồi ok các bạn, thì cái mini game video này của mình á là mình sẽ tặng cho bạn là 16 thau vàng nha các bạn. Thì giờ trả lại 16 thau vàng nha, tại hiện tại là mấy sự kiện này hiện tại là sắp hết, các bạn ngày mai là không được nhận nữa nha. Rồi, để tham gia cái mini game của mình á, bước 1 phải like video nè, đăng ký kênh nè, nhấn cái chuông các bạn nha, nhấn cái chuông để nhận thông báo sớm nhất, để comment sớm nhất đầu tiên ha. Cái bước thứ hai là các bạn để lại cái tên trong game của bạn cộng với ID giùm mình nha. ID thì các bạn lấy ở đây nha mọi người nhé. Rồi cái bước thứ ba là các bạn comment là nhận 16 thau vàng nha mọi người ơi. Ok mọi người ha. Giờ thì sao nữa ta, giờ cho các bạn lên TV thôi, chơi gì nữa, lên TV thôi. Giờ tới giờ lên TV các bạn. Rồi bây giờ mình xin nhả vía cho các bạn nha, nhả vía cho bạn bấm nút like mà bấm nút like đi bạn, bấm like rồi đúng không, nhả vía cho các bạn luôn nha. Rồi lên TV thôi các bạn ơi, đi nè. Đó thì bạn nha, bên đây là một mèo Siki nè ha, bạn cà phê trứng rùa nè, ngủ rồi sao, hello anh toàn xấu xí nha, hello em nha, hello bạn Kaya nha, hello bạn phi giao hộp nè, bạn gì đây bạn quý dịch nha, hello anh toàn đẹp trai nhất hành tinh hay vậy dữ quá, bạn nam vô lô nha, bạn mèo nữa ha, nghe mùi gì thum thủm ấy nhỉ, chắc tại ông toàn hổ danh là toàn thúi vậy rồi, tôi nha, giờ tôi quýt thúi nha, hết thúi rồi, thơm trong thúi nha, hello dịch nè, hello mèo nè, hello hài rose nè ha, hài rose là sao vậy trời, bạn Conan, ghê ta, mua bộ đồ luôn ta, bộ đồ là 250 kim cương đúng không mọi người, để tôi coi lại các bạn nè, thôi bộ đồ bán 250 kim cương luôn nha mấy ba, đồ này mắc nha, nhưng mà đồ này đẹp nha các bạn, bạn nào có muốn mua thì mua nha, nhưng mà tôi hết tiền rồi các bạn. Ủa 230 mấy rồi các bạn, phải chịu rồi, nói chung là cũng có tiền đó, nhưng mà thôi mà bộ đó mình mua rồi mà, đúng không? Bạn này là bạn Thu nè, bạn gì đây, bạn Muzan, bạn Akabaza gì nè mọi người, tao nè đạp mày đó hả vậy, bạn em bé Hăng nè ha, bạn Bích Trâm nè, bạn 2011 nè mọi người ơi. Thì bên này là bạn Halloween nè, đó ok chưa. Rồi bên này nữa là bạn Nhân nè, bạn Chí Thành nè, đó cà phê trứng rùa, rồi bên này không có chat gì nhá em, bạn Cua nè, chóp thấy hôm nay em có đẹp không, không bé ơi không chê nha, là đẹp dữ chưa, là đi làm ở công trường hay gì, cái này đi làm ở công trường đúng không. Bạn Chu Ngọc Bích nè, ngủ rồi sao, bạn Boa em bị văng thì em vô lại đi em, bạn Mon xinh đẹp nè, nó bạn Bảo nè, bạn cái kính của JT nè, với bạn mèo nè, bạn xoài xanh, bạn xinh top 1 nè, bạn Yến Ni Yến nè ha, bạn Su nè, anh đẹp trai hello em nha, bạn Long nè, với lại bạn Cam Tươi ha. Rồi bên này là bạn Ốc Tiêu Sunny nè ha, hồi nãy em lượm được 100k ngoài cổng nhà anh đó ha, trời đất ơi, tiền của anh đó em, tiền của anh đó, có gì liên hệ trả lại cho anh nha. Gen nha, cảm ơn trước nha em. Bạn cái con Umego nè, bạn Nhã nè, hello anh toàn thối, hello cậu Latimi gì nè, hello bạn nha, bạn Linh Linh nè, bạn Ngọc Mai nè, bạn Dịch Cute đó nè mọi người ơi, anh toàn đẹp trai nhất hay vậy quá, bạn Mon nè, bạn Lugia nè, cưới em đi em bế lên phường cái gì vậy, bạn Conan, bạn Bích Trâm nè, bạn Thắng Nhỏ nè, bạn Xin đây, bạn Linh và bạn Su, và bên này là bạn nào mà da đen vậy ta, bạn Hài Rosi à, ok, bạn Cam Tươi nè, bạn Bé Hân nè, bạn Dịch nè, đó bạn Muzan và bạn Meo con Cute nha mọi người. Rồi bạn nào muốn lên TV thì bạn vào nhà mình lúc 13 giờ hàng ngày ha. Còn bạn nào muốn kết bạn thì bạn xem video mình lúc 19 giờ hàng ngày, comment sớm nhất mình sẽ kết bạn với bạn ha. Ok, giờ thì hẹn gặp lại các bạn video sau nha, bye bye.